Yes. 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 Yes, yes, yes. Yes. Start the game already. Yes. Hello? Hello? Vâng, chúng ta đi trên đến trận thi đấu đầu tiên, thử bạn ăn nô. Sao game thủ đó là... Vâng, tôi tắt vào một chút đi. Anh tên là yêu. Có game thủ thuốc lạ. Thực Kakarot. Anh tên là yêu thì chúng tôi không nói nhiều. Còn Kakarot thì chắc là bạn thuốc lào, thuốc lào gì đấy mà thuốc lào chúng ta đã nghe đến tên thuốc lào, nói chung là khoái rồi. Thuốc lào uống thì phê mấy ngày, hút thì phê mấy ngày. Và anh tên là yêu thì đúng yêu rồi. À lần này thì anh tên là yêu, anh cầm Yamato và Otoseng. Seng ở trận này cân kèo không cân tí nào rồi. Xem Yamato cân quân nó khá tuyển, xem quân quá tuyển luôn. À, đá đầu thì đấy, vâng, hiêu đầu đây rồi, cho về đây anh. Nói chung là nhà này tìm một đôi voi, một bãi cỏ phụ, bãi hiêu 7 đó là quá ấm rồi. Chúng ta cũng không nói nhiều. Sau tôi sẽ chuyển sang màn hình máy của game thủ Kakarot. Kakarot có tên rất là ngon. Không biết là anh tên là yêu này còn nuốt nổi anh ta không. Bây giờ này anh đóng hơi bị lỗi, không mắc binh được rồi. Nhà này thế nhà anh lên này anh chết tươi. Vâng, có quả phụ đây rồi. Có quả phụ, vâng, thế là tươi rồi. Hai con voi nó câu về là ngon ngay. Vâng, hiêu đầu này cho về đi anh. Chần chừ làm gì. Vâng, chúng ta quay lại trận đấu. Vâng, vừa rồi thì tôi có chuyển qua một ít bộ phận phòng kỹ thuật. Và ba con heo này thì anh đưa về, nói chung là thế này nói chung là cũng được rồi.
Vâng, ô thôi thôi, tập trọng thế này, tay chân anh chậm chạp thế. Đừng bảo với tôi là hôm nay anh mệt nhá. Vâng, vừa nãy thì Văn Nghĩ Ly bảo là hôm nay là anh mệt. Nhưng mà nói chung là tôi nghĩ là lùi hươu này nói chung là cũng không mệt lắm. Vâng, một con hươu chết tươi, hai con hươu chết tươi. Vâng, con hươu này thì cắt thằng dâu là quả về xiên cho nó phát và chết ngay. Trời ơi. Vâng, dạo này thì mùa thi là nhiều nên tôi cũng không tham gia bình luận được nhiều trận đấu. Nên là quý vị các bạn muốn xem kênh của tôi thì hãy vào địa chỉ tuân3055@gmail.com. Đấy, sẽ các cáo các video clip đỉnh cao của tôi. Vâng, diễn ra trận đấu đỉnh cao. Rồi xong, anh định cho đốt bài hiệu để về, hai con hiệu để về. Rất khá. Vâng, nhà anh thì bây giờ thì tôi phát hiện ra là có đúng một con voi ở bãi hiệu này thôi. Con voi này để câu về đối với dân nhà là một chuyện quá xa xỉ, không thể về được rồi. Chỉ có phi hiệu và câu tại S này thôi. Vâng, còn hiệu này thì anh đã cho ra ăn từ lúc mà hiệu này là chết hết. Và một cắt, chiến thuật cắt dân nói chung là ô, anh đánh bao nhiêu dân đây? Đừng bảo với tôi đánh bay 26 dân nhá. 26 dân thì quá bay. Xẹt nó lên sớm nó chém cho bay đảo. Ô chết rồi. Vâng, đánh anh quyết định đánh 25 dân. Nói chung quyết định này là sáng suốt rồi. Rồi, cắt dân. Anh bắt đầu cắt dân. Cắt đầu anh 6 thằng chặt. Rồi, tôi sẽ xem qua tham lại. Chưa đây. Giờ này mà đánh mà toi. Và Kakarot thì cũng chỉ đánh 25 dân rồi. Vâng, điểm công nghệ nói chung là bây giờ là không rồi. Vâng, chỉ số giò sẽ nào. Vâng, Kakarot rồi 25%, chứng tỏ Kakarot nhà rất quá nghèo. Rất nghèo. Vâng, Văn Nghĩ Ly trận này bay được rồi. Anh bay lên bầu trời của Phú Thọ hay là Hà Nội đấy. Kakarot thì game thủ nói chung là tôi đoán nó cũng là Phú Thọ thôi. Bạn của anh thuốc nào đến từ Việt Trì. Nói chung đây có thể nói là cuộc đấu của những game thủ đồng hương. Văn Nghĩ Ly cũng đến từ Việt Trì. Còn ngang tôi xin là xem ít lịch sử, ít game thủ. Vâng, lên đài sao, trận đánh kích đời bao nhiêu đây? Vâng, 11 phút lưỡi 10 kích đời với cả 25 dân Yamato. Nói chung là kích thế anh chấp nhận được rồi. Tôi đoán là game thủ Kakarot lên đời. Úi giời, thế này xem lên đời thì không có gì. Quá tầm thường. Này thì đơn giản lắm, vâng. Đã phát hiện nhà game thủ màu tám ở góc thứ 3 giờ. Vâng, đây quả đây rồi. Thì anh cắt lên đây và ăn hoang thôi. Chém vui trận này. Vâng, anh nghĩ sợ rằng game thủ. Vâng, tôi sẽ xem qua vị trí ít. Vâng, game thủ thuốc lào thì đã chạy dò rồi. Tôi chết rồi. Game thủ thuốc lào đánh lờ rồi. Chắc chắn được biết ngay, điểm của mẹ là 3 mà không biết rồi. Thuốc lào đã lên đời xong. Vâng, công giáo đầy đủ chắc không phải lo, xóm mấy thằng dân điều tiểu rồi. Tôi xin nói thêm là thuốc lào là một game thủ đến mới ra trường của anh đến trường đại học kinh tế quốc dân. Khoa kinh tế đầu tư của anh đang chuẩn bị đi Hoàng Nam. Và chuyến này có thể là chuyến du đấu của anh. Vâng, lên đây xong rồi. Thương lão đánh trận này kém quá.
Vâng, hai con lạc đà được sinh ra và chạy thẳng vào bãi vàng. Nó như có giỏ sẵn rất kinh, rất ngang ngược. Vâng, anh bo nó luôn đi anh. Bo luôn. Nhìn như đây là bãi vàng kìa. Vâng, thủ chạy nhỉ. Ôi thôi thôi thôi, trâu lạc đà quá. Nguy hiểm rồi. Đánh cái này đến lỗ rồi. Bánh xe có chưa? Khó đánh thật. Bạn khó đánh thật. Dường như là hù cả ngựa giỏ, quá hủ báo cáo trộn. Thôi xong con hủ nằm xuống rồi. Lần năm thì chúng ta tỉnh táo anh rất tổn. Có vẻ là chém, chém nhà ấy này. Đủ vai chảy cho anh tổn. Xin con hủ nó chặt vàng. Chém hết con hủ nó không lặng nào. Xem nó như vẫn chưa. Lỗ rồi. Ai ơi lấy gì ra mà đỡ đây trận này. Khó đánh rồi. Bắt thương cho cả những gì thì 3 400 vô không đắp lại rồi 2 giờ tôi nhìn nhận. Rồi, rồi anh đi bà đá xuống trò mà. Đeo đá đá gì đấy, anh chọn vật này đi làm đi. Rồi, nghe thủ vào 8 hình như có 4 mắt, còn chỗ nào thì anh tìm thấy. Rồi, anh đánh không sang rồi, quyết không? Không, chạy nào cả. Vâng, dân đi mô tô chạy khỏi cái bàn rồi. Khai cứ nhìn trên. Khó lắm. Còn chém mà xúc đến 2 lạc đà, rút quá là sức chơi như thường, không đánh được đâu. Vâng, ra thì đấy, độ quái của game thủ của 8, anh quản đồ rất là trâu. Đúng là cầm xem khác tôi mà cầm xem hơn quả tốt hơn. Quý tỏ khó đánh rồi, không đánh được rồi. Vâng, 2-3 rồi. Anh đánh điều. Không hiểu anh điều dân điều quân kiểu gì mà để cho con hủ nó hủ nó dễ dàng đến như thế. Vâng, bãi ăn hoang của game thủ có dám bây giờ cho ngựa lên chém ngay, chém chết ngay, quay lấy ngay. Không phải làm nhà. Anh đã tìm thấy vàng chưa? Vâng, có vàng rồi. Nhưng vàng ở đâu nhỉ? Không, vàng đây rồi, rất tỉnh táo. Anh em vàng đây gì? Vâng, rất táo bạo này mà nó quay bắt một phát thì chết tươi. Vâng, rất thôn, chết bãi này rồi, đi rồi. Tham quan ít tham bài và có lẽ giờ này đè nặng lắm rồi. Ồ không, tham cân, tham này đánh được, không có gì cả. Ồ, vẫn bật tôm tôm. Thôi chết rồi. Vâng, điểm của mẹ Scarlet của mình có là 4 thôi. Anh tên là Leo, thì đã là 6 rồi. Vâng, anh tên là Leo. Scarlet vẫn chưa có bánh xe, vẫn chưa lên nè. Đánh được trận này. Vâng, chạy đi, đừng có đấu nào. Chạy đi, ôi trời ơi. Chạy luôn, không đánh nào làm gì các bọn cao to gì cả. Riêng bọn cao to cứ đến bắn tỉa thôi. Không. Tôi chết rồi. Vâng, viên thủ màu giáo. Ayo. Anh có phát hiện bãi quả trên góc 12 giờ không? Ok.
đẻ rồi. Quy tòe. Quy tòe. Anh đấm gì chỗ này nữa? Khó đánh rồi. Mình cầm IA và anh đi cầm chỗ sơn. Và thôi đừng để nó lên A, nó lên A là mình quyết chém chết hết thủ đã. Chém hủ, chém hủ, đúng rồi, anh đánh rất chuẩn và anh đúng theo ý thôi. Còn đánh thế này thì anh lại có cửa bật rồi. Thôi sao như có bốn mặt đi đâu tìm thấy, rất khó, rất khổ cho anh tên là Yêu. Giờ này thì thực đã hết rồi. Một vàng anh đang quốc ở đâu đấy? Tôi vẫn nghe là cái quốc vàng, đâu vàng đây, quốc vàng đây rồi. Thôi sao chém mù vào, chém mù chém sao chỗ này là win. Có cái của này gieo rồi. Vâng, trận này anh thắng rồi. Trận này rất các con, sao lại đè lại rồi, biết ngay mà. Vâng, trận này thắng rồi. Tự đoán nó chắc chắn là như thế. Ôi thôi chết rồi, anh bên công hù à. Thủ quá, anh sợ như con lạc đà quá thôi. Anh không dám đầy đủ con mà sủi. Thôi chết rồi. Và anh đã muốn nó hủ. Chém của anh sinh ra đâu rồi những gì trên đấy. Anh nên đào cũng ngay. Không thể đùa là anh bị ốp mất nhà chính là anh khít dân đấy. Đùa đó. Khó đánh rồi. Tôi nghĩ là nên tìm bãi ăn hoang của game thủ màu 8. Đây tôi nghĩ chỉ quay cái đoạn này được. Chắc chắn là màu 8 không dám ăn hiểu ăn voi. Ăn hiểu ăn voi thì bị bắt ngay. Còn đấy tôi bảo ngay mà chết ngay cái đạo dân luôn mà. Chém dân không chém 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 đi. Điều chém vào hay vào. Hết dân vào. Chém hết dân vào nó đi. Ôi được, tôi chết rồi. Đẩy mạnh như này. Nhưng anh yên tâm, màu 8 chả có gì cả. Giờ này chưa cung thì... Vâng, anh cứ được luôn. Anh định làm gì đây? Hú dân. Nhử ra xong hú, đúng rồi, nhử ra. Hú luôn, không có gì đâu. Úi giời ơi, nó biết rồi, nó khôn lắm. Thật sự. Vâng, tham xem khả năng đây chỉ là tham dân đấy. Vâng, đây là con rồi. Vâng, được một con rồi, rất tươi. Đây bây giờ là ai hú ai. Em chặt gỗ ngay, em phít dân. Đúng rồi, anh chặt gỗ ngay. Rất tươi, rất tỉnh và đẹp trai. Quá ngon. Vâng, anh có một cao thủ. Chém bay nhà A có thể đây được một cao thủ nghe. Vâng, tôi nghĩ là nên ôi tham này lại rồi. Anh quản bản đồ là tớt là thắng rồi. Rất hòa, anh đang đổi máu con à. Ôi, anh đóng mấy đồ. Ôi, anh đóng đâu rồi? Tôi chưa nhìn thấy đâu. Anh đọc quả mà nó tốt hơn. Còn rất hại, anh hủ rất nhiều dân. Rồi. Còn hủ dân về chơi thôi anh. Hủ dân, đúng rồi, hủ rồi. Đúng đánh như đúng theo cách của tôi. Rồi. Quá hay cho con mắt. Đúng rồi, hủ rồi. Đúng rồi, vâng, anh là nguyên thủ màu 8 đen, đen rất nhanh. Vâng, chém, đừng để nó lập hù, chém chết đi. Chém. Màu 8 có lẽ sẽ quên sau tuần này thôi. Màu 8 giờ thì rách như con mờ và bách rồi. Ôi dồi,
Thảm này đúng là không thể tin được. Đang đẻ 80, 20 giờ rụt xuống còn 40, 30. Chết tươi. Màu tám chân chuyến này chết tươi. Vâng, tự nhiên lại được đám dân ăn chơi. Không hiểu, không thể hiểu nổi. Vâng, con lạc đà xuống lại biếu không thôi. Con lạc đà xuống lại biếu thôi. Chả làm gì. Lạc đà đi xuống lại biếu. Anh đây là yêu, chúng ta thấy được độ quái của cái vụ này. Rất là kinh. Anh theo đúng phong cách của tôi. Anh không đắp cái N mà anh đóng cái S là cái quái. Anh thích dân của tôi. Đẹp luôn. Rất khủng khiếp. Một cái tay nó nhanh đến mức khủng khiếp. Tiết kiệm nguồn lực đã đang được Văn Nghị Ly trình bày. Vâng. Thương con phải trình bày. Ôi giời. Nên hai anh cung giờ hù chết tươi. Hù luôn. Không nói nhiều. Hù luôn con đà này. Hù luôn không nói nhiều. Ôi con hù đi tí. Đánh gì cái trận này. Vâng. Hoàng điểm của mẹ của anh đã là 6. Ở Sarkalot chắc lên được bánh xe nó thêm này của mẹ là 5. Tôi xem qua với Kim. Và Kim của anh là 65. Con số quá khủng khiếp. Ta vừa thấy trận xong xem nhé. Vâng, tôi có làm gì đâu. Vâng, tôi rất trong sạch. Vâng, chúng ta có thể thấy.
anh là không quyết định không cho xe. Còn nói chung là gà thì vẫn là gà thôi, thua thì cứ đổ tội. Tôi có làm gì đâu. Còn trận đấu này thì mai tôi sẽ phát trực tiếp trên kênh VTV0.